Ma đưa Hai đứa trẻ lê la trong vườn Vừa làm cỏ vừa nói chuyện Hai đứa cùng gầy còm cùng đen đủi Tóc mới nuôi chẳng sửa chăm Quần áo rách vá nhiều chỗ Và bẩn thỉu Nhưng nhìn kỹ Cả hai cũng rất có thể xinh xắn Chỉ cần thêm cơm và sạch sẽ Trinh 14 tuổi Hai mắt tròn đen và dịu giữa hai nét lông mày thiên nhiên nhỏ tắp Cong và dài như tỉa và vẽ lại. Miệng nó nhỏ, múm mím, trông hơi thụt vào bên cạnh cái cằm, nhô ra và đôi má tròn. Chán nó dâm dấp mồ hôi, cái cười của nó rất lành, giọng nó chậm và cung bực đều đều. Nó hiền, hiền đến hơi ngờ ngạch. Trạch kém chị hai tuổi, nhưng có vẻ tinh hơn. Người nhỏ, nhưng có thịt lẳn da nhẵn, mỏng, mặc dầu đen. Đôi mắt nhanh nhẹn, đáng lẽ sắc sảo tiếc thay bệnh đau mắt hột làm những mi co hẹp lại và lòng đen lòng trắng lờ lờ ra nhiều rồi nó nói nó cười để có chút nghỉa mai một đôi khi người ta ngạc nhiên vì những sự nhận xét của nó rất ngộ nghĩnh và rất đúng trạch chơi ở nhà gì ngoài bốn tháng nay mới về quê chưa đầy tuần hai chị em lâu ngày xa cách bây giờ gần gũi thấy yêu nhau tha thiết lắm làm hay chơi chung đều quấn quýt nhau suốt ngày. Trinh đã nghe chuyện tỉnh thành rồi, bây giờ đến lượt nó kể chuyện ở nhà cho chạch. Có gì đáng nói? Phải đòn, phải chửi lắm cũng quen đi. Không còn phải là những cái Trinh cho là quan trọng. Dước sách thì lâu nay chẳng có. Trinh hấp tấp nghĩ ngay đến cái chuyện từ trước đến nay chưa từng thấy bà chúng bị ma dìm xuống ao. Quả nhiên, chạch ngừng ngay, chép lại. Nó mở to đôi mắt hư một miếng Như là không tin Trình đắc chí nhé răng cười Thật đấy không tin cứ hỏi bà mà xem Đêm hôm ấy Không có trăng Nhưng trời cũng không tối Thức giấc bà chúng nó ra ngoài đi tiểu Đêm nào bà cũng phải dậy đi một lần Hôm ấy đi xong Bà thấy mắt hoa lên Và người hơi buồn rốn Không khéo bà lại cảm Bà vội quay vào nhà rời tối thêm hay mắt bà mờ cái hè nhà đâu bà chẳng còn trông rõ nữa nhưng mà còn cần gì phải trông mọi lần đều thế có lần rời đen như mực bà cứ nhắm mắt lại cũng không nhầm đường cái việc ấy thuộc quá rồi bà có thể làm như một cái máy nhưng chết nỗi bà đi mãi mà chưa thấy đầu hè đâu bà đưa tay cua ra trước mặt ô hay cái gì tròn nhẵn à này cái mấu Thôi đây là bụi tre Bà giật mình đến thót một cái Chân trước bà thụt ngay xuống bùn Học mất Đây là vườn trước Bà đã đến tận bờ ao nhà bà phó sâm Sao thế nhỉ Bà nhớ rõ ràng bà có quay người lại Mà sao không dở vào lại đi ra thế này Bà muốn lộn lại Nhưng lúng túng Cứ một bước lại gặp tre Lại thụt một chân xuống nước Không dám đi nữa Bà ôm chặt lấy một cây tre Mở to mắt ra cố nhìn ở đằng xa chín mười người cầm đóm thấp thoáng trên bờ nước, có người cúi xuống, tay họ cắp giá, có lẽ họ đi sóc gạo. Quay nhà bà phó sâm có công việc gì mà đi sóc gạo sớm thế, mà lại nhiều người thế, chó bốn bên đổ xô vào sao lên, chết thật. ở nhà bà chúng nó ngủ sao mà mệt thế, ra trộm chó vào, nó dỡ nhà đi cũng không biết. bà cất tiếng gọi trinh, nó ngủ say, bà gọi kính cũng không thừa bà gọi đạt rồi bà gọi khiết gọi lâu lắm lần lượt gọi tên cả nhà chó xung quanh rú cả lên ở nhà vẫn không ai nghe thấy ngủ gì mà như chết vậy hàng xóm nghe thấy cả có người ở rất xa cũng nghe thấy có tiếng gọi rất lâu họ thức dậy lắng tay nghe tiếng gì lạ quá lúc run run lúc ú ớ có lúc chu lên như tiếng thú mà nghe sợ anh luân nhà gần đấy thấy khang khác chạy ra nghe ngóng. Và khi đã chắc chắn, người ta gọi nhà bà Lý liền gọi hộ. Anh mới gọi hai ba tiếng trong nhà đã thưa. Trinh và Khít đốt đèn chạy ra, trông thấy bà chúng đứng tận dưới về ao nhà ông Tránh Hội. Đây là cái ao ở đằng sau nhà, đâu có phải nhà bà Phó Sâm mà cũng chẳng có ai vác đóm đi sóc gạo. Cả nhà ông Tránh Hội thấy động chạy ra, họ bảo họ vẫn nằm nghe ngóng, chứ có đóm đèn gì đâu. Bà bị ma đưa rồi. Nó định dìm đấy Nhưng số bà chưa chết Hú vía kể cũng còn là may Trạch mỗi lúc một thêm kinh ngạc Nó lo lắng bảo chị Thế ra vườn nhà mình không có ma hả chị Trinh làm ra vẻ thành thạo Chỗ nào mà chẳng có ma Ngày xưa nó cũng đã trục dìm bà tránh hội Chỉ có một ly nữa thôi là chết rồi đấy Thế hả à, chị Ừ, mà cũng vừa chập tối đấy thôi. Bà ấy cặp cái giá gạo, sách nổi ra ao, xóc gạo rửa nổi xong. Bà đặt cái giá gạo lên trên miệng nồi định rửa tay một cái rồi về. Tự nhiên cái nồi quay long lóc. Vừa quay, vừa ra xa. Bà đưa tay với, nó buột đi mất. Sợ hãi bà vội vàng sắn quần lội xuống đuổi theo. Nó xa hơn, bà đuổi mãi. Nó cứ cách tay bà độ một gang, nhưng bà không sao với kịp. Nó cứ quay tít mãi, mà đã ra đến gần giữa ao. Nước lên đến cổ, bà Tránh vẫn còn đuổi mãi. Mày lúc ấy người nhà trông thấy, người ta nhảy bổ xuống, ba người mới kéo được bà lên. Bà mê man cứ nhất định đòi vớt nồi, chậm một phút nữa là bà chết. Trạch lẻ lưỡi, mắt sợ hãi, lắc lắc cái đầu. Ghê quá nhỉ, nghĩ mà lại lo. Việc chó gì mà lo, số mình chưa chết thì bố nó cũng không làm gì nổi. Có điều, nó chỉ trêu ghẹo mình thế thôi. Tháng trước bà nấu một nồi năm canh bánh đa. Nó lẻn vào ăn lúc nào cha biết. Thế là lúc mình ăn, cá thì vừa nhũn vừa tanh, bánh thì rán ra như là canh cá thiêu ấy. Thế mà chỉ vừa múc ra có một lúc, chỉ độ ăn dập bã dầu, chứ có biết để lâu là cái gì đâu. Trạch cứ ngớ người ra. Trinh nuốt bọt, cười nhìn em trạch hỏi cái gì thế chị nói đến canh bánh đa mà thèm quá trạch cũng thấy mồm dần dần đầy nước rãi chúng nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ giời làm đói kém nhà nào cũng thế trưa nay một lùm lùm bát đợi đến trưa mai mới lại được một bát lùm lùm trạch ba tháng ở nhà gì cứ mỗi ngày ba bữa ăn đến tròn cái bụng bây giờ đói quá càng đói nó càng thương chị chị nó chưa được ăn no bao giờ nhưng thương hại thế thôi Chứ biết làm sao Bà thì già, mẹ thì túng Chúng nó còn lau nhau Chị biết ăn không biết làm Đào đâu ra tiền mà ăn no Nó bảo chị Thôi, chúng ta cố làm xong chỗ này đi Đến trưa rồi ăn cơm Trinh an phận Phải đấy, bây giờ mà ước canh bánh đa Thì có mà trèo mõm Rồi nó cúi xuống Loay hoay, dãy cỏ Nhưng cái thèm ăn chưa chịu rời khỏi óc Nó lại bảo hãy ước một tấm bánh đa thật giòn mà nhai cho sướng mồm trạch nghĩ ngợi một thoáng rồi bảo thế thì được không biết lấy tiền đâu ra mà được tôi hãy còn một xu đây đó là tiền gì nó cho nó đi xe còn thừa nó định để bỏ ống nhưng nghĩ thương chị quá không nỡ để nó bàn với chị ta đi chợ hàng mua tấm bánh đa chị em mình ăn chơi trinh cảm động một xu đối với nó thật to tát nếu nó có nó chỉ đùm thật kỹ chẳng chịu bỏ ra bao giờ nó biết chạch cũng quý tiền ngang với nó chạch có muốn đãi chị mới chịu bỏ đồng xu ra nó không muốn phá hại em như thế ấy thôi chạch ạ à, đừng ăn nữa hoài tiền để dành rồi tiêu gì thì tiêu bây giờ cũng gần giờ cơm rồi không tôi đói lắm không làm được nữa cố mà nhịn cho quen em ạ à. tội gì có tiền mà nhịn rõ là người rời đầy Ta đi nào. Nói rồi nó đi ngay. Trinh khoác cái rổ xề lên vai, chạy theo em. Nó cẩn thận thế để nếu có gặp bà hay mẹ hỏi thì sẽ nói đi hót rác. Nhưng chẳng ai trông thấy chúng. Hai đứa rất nhau ra chợ. Trời nắng trói, cây cối đứng im như bằng sắt, lá hơi rũ xuống, tựa nắng quá mà mềm ra. Trinh và Trạch thấy đường làng vắng ngắt, bóng chúng nó đã thu gọn vào dưới chân chưa rồi đấy chả biết người bán hàng có còn đấy không trinh bảo trạch hàng hết người rồi em ạ à. thì cứ lại trông kìa kìa có con ma nào ngồi ở đó đâu thì cứ lại ngộ họ ngồi trong quán họ ngồi đấy bán cho ma nào vào lúc này người ta đang ăn cơm rồi thì cứ lại đã đi đến đây rồi còn mấy bước nữa sao lại về lại thì lại nhưng cũng bằng công toi công toi thì công toi Chúng đi thẳng ngay vào quán Sắp bước vào Trạch bỗng hoàng hốt quay ra Nó thấy một con trâu đen, to, dữ dội Sừng cong và nhọn hoắt Sọc ra đuổi nó Trình chẳng trông thấy gì Nhưng thấy em chạy thì cũng chạy theo Chúng dắt díu nhau cùng chạy Những người gặp chúng kể lại rằng Chúng chỉ dạo bước chứ không phải chạy Chạy một lúc thì chúng quên hẳn con trâu Quên cả việc đi mua bánh đa ăn cho đỡ đói Mà chúng cũng không đói nữa chúng thấy người nhẹ nhõm lòng vui vui trung định đi đâu chúng không biết mà cũng không biết con đường đang đi là đường nào cảnh hai bên khoáng đãng tươi đẹp những đồng lúa bát ngát dài màu xanh non đến tận chân trời một vài cái ao nước lấp lánh dưới những tia nắng đẹp một xóm rất nhiều nhà gạch san sát như ngoài phố một cái đền đầu mái cong trọng thủng đám lá xi một cái cầu gỗ là một cái đền như cái trước một xóm nhà gạch như xóm trước rồi ao, rồi ruộng, rồi xóm nhà gạch, một cái đền, một cái cầu gỗ nữa. Cảnh không thay đổi mấy, quanh quẩn chỉ mấy thứ đó, nhưng Trung đi không biết chán. Bỗng Trinh níu em, đứng dừng lại trên một bờ cái lạch, nước trong veo. Tôm tép nhiều quá, lúc nhúc, giá lấy rổ trao cũng được vài ba bát. Hai đứa vén quần lội xuống, Trinh lấy rổ xè để trao. Tôm tép ngầu ngầu trong rổ, nó thích quá, thích quá, trời ơi nhiều biết bao nhưng đến lúc nhấc rổ lên thì tôm tép lọt ra ngoài hết những nan rổ sề thưa mắt rổ to lọt là phải bỏ thì tiếc tìm đâu được cái gì mà trao bây giờ trạch cúi xuống lấy bàn tay vớt cái vạt trước của nó phê xuống nước Trình bỗng nghĩ ra cách lấy vạt áo của trạch làm vó trao nó bảo trạch xẻ vạt áo ra cúi xuống trạch cúi cố cúi nhưng vẫn chưa trao được. Trinh bỗng quắc mắt lên, nó nắm lấy cái cổ tròn của em, rúi xuống, chạch thét lên. Trinh cười sằng sặc, càng rúi mạnh, chạch chống lại. Trinh bóp cổ, chạch lảo đảo, đầu nó gần sát nước, nó vùng vẫy, vô ích. Trinh khỏe quá, mà buồn thì sâu. Nhưng có tiếng người láo quáo, Trinh giật mình quay lại. Một người đàn bà vạt áo che đầu đang thân thắt đi về phía chúng. Trinh hoảng hốt, dắt tay em trèo lên đường, bảo nhau cùng chạy trốn. Trạch lờ mờ thấy một chút băn khoăn, nó thoáng nhớ đến nhà, bảo chị. Đi về đi, chị Trinh, đi. Trinh vinh mặt lên mắng nó. Thế mày hèn lắm, thế thì mày hèn lắm. Trạch sợ chị giận, im không nói. Nó cúi đầu đi theo, rồi bước chân nó nhẹ thêm. Nó lại vui như trước. Chúng vừa đi vừa hát những câu hay quá. Chưa bao giờ chúng hát. Chúng hát đi hát lại, chỉ sợ rồi lại quên bây giờ đến một cây vam thân thẳng to lá um tùm ánh nắng không lọt qua kẽ được trinh đứng lại chạch làm theo hai đứa cùng ngắm nghía cái cây này đẹp nhỉ ta trèo lên đây ừ ta trèo lên cây vam này rúc vào cái đám lá kia thì thật mát mà kín đáo đố còn ai trông thấy đố còn ai trông thấy chui dậu vào chui dậu vào trèo lên nhưng có bà con chó rất to, sọc ra, nhe những cái răng, trắng hớn. Chúng sủa âm ý, cắn những cái cột dậu che xôn sột. Có con lấy chân trước cào cào đất, con nào cũng trực nhảy sổ vào chúng nó. Lại có tiếng người trong nhà chạy ra, trinh và chạch, sợ hãi, bỏ cây vam, chạy mất. Bây giờ, chúng lại ngừng lại trước một cái vườn tĩnh mịch, dậu rất thưa, chỉ khẽ vạch ra là chui vào được. Qua lỗ rộng, chúng thấy một đám nhà danh nhỏ bé. Không thấy chó, hình như cũng chẳng có ai. Vừa tiện, chúng lặng lặng ra hiệu cho nhau chui vào. Chúng nhìn ngơ ngác một lúc, rồi lại một gốc chuối kín đáo hơn. Trinh hạ cái rổ xề, hai đứa bước vào, ngồi khoanh chân, quay mặt vào nhau. Chúng nói khe khẽ, sợ có người nào nghe thấy. Hai đứa cũng lo lắng, chúng lo. Gặp người ta vào. Cơm dọn xong, Người ta gọi Trinh và Trạch, không thấy đứa nào thưa. Chết, thật, hay là rơi xuống ao rồi? Người ta tìm khắp vườn, chẳng thấy đâu. Người nọ hỏi người kia. Mẹ chúng đã rưng rưng nước mắt. Cả nhà nhớ nhác mỗi người một ngã, rủ nhau đi tìm. Khiết, chị lớn của Trinh và Trạch đi ra phía hàng. Hàng không có người. Khiết đang phân vân chưa biết đi ngả nào, thì gặp bà Lai. Bà này bảo gặp chúng khoác cái rổ, đi trong quãng đến nhà quan. Tôi tưởng chúng nó đi lấy ngọn mía ở nhà bà phó nhuận. Cứ thế chúng nó dở đi dở lại ba bốn lần ở quãng từ Tha Ma đến cầu gỗ. Khiết chạy một mạch đến nhà bà phó nhuận im ắng cả. Không ngừng bà ta khóa cửa đi đâu rồi. Khiết gọi, Khiết mới gọi có một tiếng đã thấy trong vườn lắc rắc. Con chó chạy ra cắn trộm. Khiết cúi xuống phòng bị. Nhưng không. Khiết thoáng thấy hai đứa trẻ chạy về phía sau. Một đứa cầm rổ xe úp lên đầu. Đích là chúng nó. Chúng nó vào làm gì đấy? Bà phó nhuận đang bế con. Thiêu thiêu ngủ, mơ màng như có tiếng ai gọi ngoài ngõ. Bà vừa mở mắt thì thấy Trinh và Trạch vào. Mắt chúng nó dại hẳn ra. Mặt chúng nó sám ngắt. Chắc là chúng phải đòn, trốn vào đây. Trạch chạy nép vào xó nhà. Trinh luống cuống. Lại ra ngoài xuống bếp. Nghe khiết gọi. Bà muốn giấu cho hai cháu. Không lên tiếng. Không thấy thưa. Khít vào, chạy cuống quyết chạy vù ra. Khít đuổi theo, chạy hoảng hốt ôm trầm lấy cây cao, mắt long lên, hét thật to như sợ đánh. Bà phó nhuận nắm tay khít lại. Chị tha cho em, đánh mãi nó sợ, thất kinh, lạc đi thì chết. Nào có ai đánh nó? Trạch chạy, chạy vào trong bếp, bà phó nhuận ái ngại. Tội nghiệp, chúng nó là trẻ con, đè chúng nó qua loa thôi, ai lại làm chúng nó thất kinh thế này? Khiết chạy theo vào bếp, Cả Trinh và Trạch đang cuống cuồng, chui đầu vào đống do. Khiết nắm tay chúng lôi ra, chúng run rẩy, mắt nháo nhác như sợ lắm. Đứa nào cũng so người lại. Khiết quát to ba bốn tiếng, chúng dần dần ngây người, đờ mặt ra một lúc. Trạch tỉnh dần, nó bẽn lẽn khe khẽ kêu. Chị Khiết, chúng mày đi đâu đấy? Nó ngơ ngác, không hiểu. Khiết hỏi, chúng mày vào nhà bà phó làm gì? Nó nhìn bà phó nhuận khẽ chào Bà Sao đang làm cỏ chúng mày lại bỏ đi Trạch ngẩn mặt cố nhớ Nó lắc đầu Không khéo Chúng bị ma đưa rồi Phải đấy Chúng bị ma đưa đấy Bà phó nhuận khẽ nói VTC nào VTC nào